Phan Hậu lại đánh người, khán giả cả nước tức giận lên án. Vào chiều ngày 4 tháng 11, câu lạc bộ Thanh Hóa đóng vai là kẻ phá bĩnh thành công sau khi mà buộc đối thủ Hà Nội FC phải chia điểm và khiến cho đội bóng thủ đô chưa thể vô địch V-League 2022 sớm hai vòng đấu. Tuy nhiên đây không phải là điều khiến cho khán giả đã nói lên rất nhiều sau trận đấu, mà sự quan tâm thuộc về cánh tay của Đoàn Văn Hậu. Ở trận đấu này, dù không có đội hình mạnh nhất, song Đông Á Thanh Hóa lại bất ngờ đã gia nhập và nhập cuộc một cách vô cùng chủ động và tấn công. Gustavo đã có pha bay người đánh đầu trong vòng cấm khá đẹp mắt ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, nhưng mà thủ môn Tấn Trường đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Sau những phút bất ngờ, Hà Nội FC đã dần lấy lại lợi thế và chơi lấn lướt hơn nhiều so với Đông Á Thanh Hóa, rơi vào một thế chống đỡ các pha tấn công nguy hiểm. Phút thứ 10, Lucao đã tạt bóng để cho Tuấn Hải đánh đầu cận thành ghi bàn một tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC. Sau bàn thua, Đông Á Thanh Hóa đã tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuyến giữa thì lép vế hơn so với Hà Nội FC đã khiến cho các pha lên bóng của đội chủ nhà dễ dàng bị bày gãy. Đội khách đã tiếp tục ép sân và có nhiều cơ hội ghi bàn. Đoàn Văn Hậu Hai Long đã có cơ hội ghi bàn từ những pha sút xa và đánh đầu nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa đã tích cực hơn trong khâu tổ chức tấn công và lối chơi của đội chủ nhà có phần nào khởi sắc hơn, có nhiều pha hãm thành hơn. Phút thứ 57, cầu thủ trẻ Thái Sơn đã ghi bàn bằng tỷ số 1-1 sau pha đệm bóng cận thành. Đây là phần thưởng xứng đáng sau nhiều nỗ lực của Đông Á Thanh Hóa. Bàn gỡ hòa 1-1, trận đấu diễn ra giằng co quyết liệt và hấp dẫn hơn. Hà Nội FC đã dồn lên tấn công và tiếp tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Thanh Diệp. Tuy vậy, thủ môn Thanh Diệp và hàng thủ đã chơi ổn định chắc chắn để bảo vệ thành công kết quả hòa 1-1. Với một điểm có được thì Đông Á Thanh Hóa tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC đã bỏ lỡ cơ hội khoảng cách với các đội bám đuôi trong cuộc đua làm ngôi vương. Hà Nội đang nắm trong tay 44 điểm, hơn Hải Phòng 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Như vậy là một kết quả khá bất ngờ khi mà Thanh Hóa thành công trở thành kẻ đã phá bĩnh khiến cho Hà Nội không thể vô địch sớm. Tuy nhiên, lối chơi đầy khó chịu và những tình huống va chạm xấu của các cầu thủ mới là điều khiến cho khán giả Việt Nam xôn xao về trận đấu này. Cụ thể, tình huống ở phút 50, Xuân Hùng và Văn Hậu đã tranh chấp tay đôi. Cầu thủ Thanh Hóa có động tác tiểu xảo vung tay vào mặt của Văn Hậu. Hậu vệ Hà Nội FC ngay lập tức đáp trả bằng một hành động đánh tay vào mặt đối thủ. Hành vi trả đũa của Văn Hậu bị trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã rút thẻ vàng. Đây là may mắn cho Hà Nội FC vì lỗi cố tình tấn công đối thủ. Cái vung tay vào mặt của Xuân Hùng là lần thứ 3 mà Văn Hậu có hành vi tấn công đối thủ ở V-League 2022. Hai lần còn lại diễn ra trước Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai. Văn Hậu húc đầu vào mặt cầu thủ Sông Lam Nghệ An và đánh trỏ vào ngực của Vũ Văn Thanh. Điều này khiến cho khán giả cả nước hết sức mất bình tĩnh và gạch đá ném về Văn Hậu trong suốt thời gian vừa qua trên mạng xã hội. Bất kể bài đăng video nào của cầu thủ này trên mạng xã hội đều nhận về những lời chỉ trích và mỉa mai. Khán giả viết, tôi không hiểu vì sao ông Park lại cho thằng này lên tuyển. Việt Nam phải chơi thiếu người và có một hình ảnh xấu xí. Một người hâm mộ khác thì viết, đá thì cũng được mà thái độ cục xúc quá, như này thì không bao giờ trở thành một cầu thủ được. Với những lời chỉ trích không ngừng của khán giả, Văn Hậu cũng đã lên tiếng đáp trả. Trao đổi với Bóng Đá Plus về tình huống này, Văn Hậu nói, tôi thừa nhận hành vi của mình không đúng và chấp nhận chịu thẻ vàng của trọng tài chính. Nhưng trước khi có hành động bộc phá ấy thì chính tôi cũng bị Xuân Hùng đánh nguội đến sừng mắt. Lúc bấy giờ thì tôi đang ở thế là chạy phía sau và cố gắng đuổi theo Xuân Hùng. Đến trận đấu, mắt vẫn bẩn tím. Và chính vì hành động kể trên mà tôi có phần bực tức nên dẫn tới là việc trả đũa và chịu thẻ vàng. Tôi nghĩ nếu công bằng hơn, Xuân Hùng cũng phải chịu một thẻ vàng. Tương tự vì hành động đánh nguội với tôi. Từ những gì cậu chia sẻ, có thể thấy là Xuân Hùng cũng không phải dạng vừa. Song dư luận cho rằng đây là một quả báo khi mà nhắc lại sự may mắn của anh trong những lần chơi xấu trước đó mà không phải ăn thẻ. Cái vung tay vào mặt Xuân Hùng là lần thứ 3 mà Văn Hậu có hành vi tấn công đối với V-League 2022. Hai lần trước diễn ra trước mặt Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai, Hậu đã húc đầu vào mặt cầu thủ Sông Lam Nghệ An và đánh trỏ vào ngực của Vũ Văn Thanh. Đáng nói Văn Hậu chưa lần nào bị thẻ đỏ, dù cả ba lần đều xứng đáng bị đuổi ra sân. Tình huống đáng nói trên, đó chính là lần Hậu đã đánh vào ngực của đàn anh Văn Thanh trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Đó là một tình huống ăn thẻ đỏ chắc chắn cho Văn Hậu, song anh lại được xử lý một cách nhẹ nhàng khiến cho dư luận dậy sóng. Cụ thể, tại vòng thứ 12 V-League 2022, ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai, Văn Hậu đã có một tình huống đánh nguội với Vũ Văn Thanh. Dù tình huống này trong tầm quan sát nhưng mà trọng tài Ngô Duy Lân lại không thổi phạt hay là rút thẻ với Văn Hậu.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên có án phạt nguội với hành vi chơi xấu của Đoàn Văn Hậu. Mặc dù vậy, theo quyết định kỷ luật ở vòng thứ 12 V-League 2022, chỉ có câu lạc bộ Bình Định bị phạt là 2 triệu đồng vì có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Ngoài ra, không có thêm bất kỳ án phạt bổ sung nào được ban kỷ luật VFF đưa ra. Đoàn Văn Hậu không bị trêu dò và đã ra sân thi đấu ở Hà Nội FC thắng BKMX Bình Dương vòng thứ 13. Nhắc lại chuyện này, chắc hẳn thì không ít khán giả cảm thấy khó chịu, sao Văn Hậu có vẻ như là vẫn bị phạt quá nhẹ, không hề thay đổi. Vẫn thi đấu hết sức rắn và có nhiều động tác thừa với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Điều này sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi tại AFF Cup nếu như mà không sửa chữa. Sau chức vô địch giải giao hữu Tam Hùng FIFA vào hồi tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong tháng 11. Mục tiêu của những chiến binh sao vàng không gì khác đó chính là vô địch như là một món quà tri ân Thái Park. Được biết, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo, khép lại 5 năm cống hiến đầy vinh quang. Nhà cầm quân 64 tuổi này vẫn đang tích cực để tìm kiếm và kiểm tra phong độ của các trụ cột. Tuy nhiên là mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chuyến đi đến Phú Quốc trước thềm AFF Cup. Theo đó, chiến lược gia xứ sở Kim Chi mong muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi sau khi mà trở lại guồng quay công việc ở đội tuyển Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Park cũng đã tiết lộ bất ngờ tại Hàn Quốc để bàn bạc kỹ lưỡng với gia đình trước khi mà quyết định không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Áp lực phía trước dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo là rất lớn khi ông quyết tâm cùng với đội tuyển Việt Nam đòi lại chức vô địch AFF Cup từ tay Thái Lan. Kế hoạch chuẩn bị của thầy Park thì cũng đã bị ảnh hưởng khi mà ngôi sao số 1 Nguyễn Quang Hải không được trở về nước thi đấu. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 11, sau khi mà V-League 2022 kết thúc vào ngày 19 tháng 11. Huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sẽ công bố danh sách tập trung với số lượng các cầu thủ để chuẩn bị cho trận giao hữu với một câu lạc bộ ở Đức và AFF Cup năm 2022.